Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Thắng. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại địa điểm đó là Thác Bạc các bạn. Thác Bạc ở trên Sapa mọi người. Các bạn có thể nhìn trên đầu Hải này, có cái dòng thác nước nó chảy xuống này rất là đẹp nhé. Ở đây gọi là Thác Bạc. Bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một tí để cho mọi người khám phá địa điểm này nhé các bạn nhé. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người đi khám phá khu vực ở Thác Bạc Cầu Mây nhé các bạn nhé. Bây giờ thì Hải sẽ ra ngoài kia để quay chia sẻ cho mọi người. Hôm nay buổi chiều khá là vắng các bạn, nhưng mà thời tiết ở đây thì khá là tuyệt vời, mát, dễ chịu các bạn, có ánh nắng nhẹ nhẹ. Ở bên này thì có mấy quán uống nước này, chỗ đậu xe này. Và đặc biệt ở khu vực này người ta bán một số người ta mình thấy ở trên này là bán rất là nhiều dao, nhiều những con dao đẹp các bạn. Đấy, mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người một tí nhé. Ở đây là người ta bán gì đây? Cái này khô rồi các bạn, cái này là người ta phơi khô rồi, không biết là cái đồ gì ở trên rừng. Còn đây là hình như là hoa. Ô, cái này hoa đu đủy được không nhỉ, đúng không nhỉ? Ừ, phơi khô rồi. À, cái này là kiều vàng đúng không? Vâng ạ. Kiều vàng đẹp nhỉ. Đây, cái búi này khoảng bao nhiêu tiền chị? Ờ, 350 một búi à? Kiều vàng nhé các bạn nhé. Đây có một búi kiều vàng. Cái này rất là đẹp, có lụ luôn nhé. Đây lụ này. Đấy, kiều vàng. Ở đây cũng có kiều vàng này các bạn ơi. Cái búi này chắc là nhỏ là 200, cái này là 300. Đấy. Bên này là chị bán dao. Ở trên này họ bán nhiều dao nhỉ chị nhỉ? Cho mình xem tí nhá. Ôi, cái này lặng này, em này. Đấy. Đấy, rất là nhiều loại dao nhá. Mình thích nhất là mẫu này các bạn. Như kiểu Vinh Thịnh Lợn ấy. Kia, Vinh Thịnh Lợn cầm cái con dao này này. Hơi bị ác ấy. Rất là đầm các bạn. Đây này em cầm này đẹp không? Đẹp nhỉ? Mẫu này cũng đẹp này các bạn này. Mẫu này chặt xương. Cái này chặt xương, chặt đùi gà. Xương trâu này. Xương trâu à? Xương lợn nhỉ? Trâu lợn băm hết rồi mà này. Con đấy là chắc là con này khoảng bao nhiêu tiền chị? Đây. Con đấy là 150. 150. Đấy, 150 bán lẻ. Đấy. Khu vực ở trên này là nổi tiếng là dao nhé các bạn nhé. Cái dao này thì cái này hình như là gỗ xoan nhỉ, chuôi gỗ xoan. Đấy, con dao thay phở này con. Con này thay phở được không? Đấy, chị bán rất là nhiều loại dao các bạn. Đây. Những dao này người ta gọi là dao mèo sau này các bạn này. Đấy. Những con này là đi rừng các bạn, đi rừng. Đây, này. Mình hay thấy là người ta mang con này đi rừng. Đây người ta gọi là kiếm dân tộc. Kiếm mà thử rút ra nào. Đấy, à. Ngày xưa ấy, ngày xưa là các cụ này. Là tầm cỡ gọi là võ tướng, là tầm chức quan đô úy ở đây này, đeo này này. Úi giời, kiếm Nhật à? Thử quay chiều ngang xem. Đây không phải kiếm Nhật. Sáng nhỉ? Kiếm dân tộc. Xem nào, xem đẹp à? Cái này bằng gì? Này bằng tôn. Tôn á? Tôn. Không kêu nhỉ? Tôn nó không kêu. Rất là dài nhé các bạn nhé. Ở đây thì có cả dao bầu này. Cái dao này chọc tin lợn các bạn. Đây. Những cái này chắc là rẻ thôi đúng không? Bình thôi. Sáng bán được nhiều chưa chị? Chưa. Thế nào mình đến thấy là hơi buồn các bạn. Nó mệt đấy, buồn ngủ. Nó mệt à? Tầm này chắc là buồn ngủ ấy nhỉ. Xong gọi chồng ra bán hoặc là con cái ra bán hộ, trông hộ. Ở đây có một số dao bài này. Ví dụ dao bài này bao nhiêu tiền ạ? 10.000. Mình hỏi cho chị bữa đỡ buồn ngủ. Xem nhiều điện thoại là bị hoa mắt trong đầu ấy. Cái này là mình cũng đi nhập về thôi chứ nhỉ?
Hay là nhà chị sản xuất? Hả? Ở nhà làm à? Có dao không? Ví dụ bọn em nhập là chị có bán dao không? À, cũng bán dao. Ui, con này này, con này mới ác này các bạn này. Con này mình thích con này này các bạn này. Đây, dao. Con này khoảng bao nhiêu tiền chị? Biết. Con này bao nhiêu à chị? Một à, cứ 150. Tối ca à? À, em bảo em trông à? Em bảo trông thay à? Là đây không cho quay, quay video. À, à. Thế quay video thì có ảnh hưởng gì không? Có chứ, tí nữa anh phải phạt tiền đây. Ở đây á? Vâng. À, họ phạt à? Đúng rồi, họ phạt mà. Thế á? Phải họ phạt ông bà ơi. Phải họ phạt không cho quay video không? À, nó trêu. Cháu xem một tí nhá. À, đây là bà bán cả chuối khô này. Chuối rừng khô. Và đây là cái này sâm đất hay sâm đá đấy ạ? À, sâm đất. Bao nhiêu tiền một cân ạ? 50.000 à? À, thế đắt hơn chỗ cháu rồi. Cháu ở Bắc Hà lên mà. À, không biết là có khách đặt không nhỉ? Nhưng mà cái này là tươi ngon nhỉ? Củ nó chắc chắn. Đẹp. Cái Ninh chi à? À, lim, linh. Lấm. Ui, quả dưa này các bạn ơi. Dưa của cô to nhỉ? Đây. Quả này là dưa người Mông. Cô người Dao nhỉ? À, cô người Dao đỏ hay Dao đen ạ? Dao đỏ à? À. Ở đây tưởng là phải đông khách lắm chứ. Đấy. À, đây là lần đầu tiên, mặc dù là mình sống ở quanh đây nhưng mà mình ít khi lên đây chơi các bạn. Đây là sâm đương quy này các bạn này. Đấy, củ sâm đương quy. Cái này to ngâm rượu được rồi. Đấy, cô ấy ngáp nên ngâm xuống, chắc là ít khách. Vâng. Ví dụ có khách thì bán được cũng phấn khởi hơn nhỉ. Nhưng mà mình bán quanh năm ngày tháng mà no gì. Cái này là cái khô, cái này là cũng là sâm đất. Nhưng mà không bán được, người ta phơi khô luôn. Ở Bắc Hà nhiều mà. Nhưng mà nó chỉ rơi vào tầm 30-40 nghìn thôi. Kinh. Sợ cái noa. À, đây là lấm ngọc cẩu này các bạn ơi. Cái này loại trắng hay loại đỏ à? Loại trắng nhỉ. Bình thường ở trên chỗ cháu là chỗ này bán là 30.000 một cân. Cái này có thể 3-40.000. Cũng 3-40.000 thôi à? À. Ờ, cái loại này nó chưa to hết cỡ. Nó phải trong vòng khoảng lượng 1 tháng nữa các bạn. Đây nó to to như cái này thì tạm. Đấy, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn cứ nhấc máy alo cho Hải nhá. Số điện thoại của Hải là 0379420217. Ở bên này thì người ta bán rất là nhiều. Thì là tí nữa mình sẽ sang quay chia sẻ lần lượt cho mọi người nhé. Ở trong khu vực này thì Hải thấy là người ta bày rất là nhiều lan các bạn. Nhưng mà lan thì chưa có hoa các bạn. Đây này. Cái này là lan đùi gà và một số lan khác. Như kiểu phi điệp ấy. Ở đây có màu vàng này các bạn này. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán cả mật ong này các bạn ạ. Mật ong. Đây đây đây. À, mật ong này là mật ong ruồi các bạn. Như kiểu ong mật nhỉ. Nhìn giống con ong mật nuôi thật. Đây này. Nó dãy dãy này các bạn này. Đấy. Đây, nó bay này. Đấy. Đây này. Chai này chắc là chai lít rưỡi các bạn đây. Không biết là người ta bán bao nhiêu tiền chai. Không thấy chủ đâu các bạn. Đấy, khu vực này bán rất là nhiều dao nhá. Đấy. Dao hàng loạt các bạn. Ở trên này đa số là mình thấy là rất là nhiều dao. Đấy. Bên này thì nhà nghỉ, nhà ăn, nhà uống các bạn. Nhà hàng Song Nhi Sapa 1. Kìa, Song Nhi Sapa 1.
Ôi mất dao rồi. Mất dao rồi bạn ơi. Bán hàng không để ý mất dao rồi. Mình xem nhá. Ừ để xem. Ở cái chuôi cái nhà mình làm hay là mình nhập về đấy? À. Đây. Đẹp nhỉ, con này 150 đúng không? Ờ à, đây. Những cái mẫu kiểu này nhìn nó rất là hay các bạn. Thôi cứ ngồi đi, mình quay tí thôi. Mình lên đây đi chơi thôi. Hôm nào mình mua thì mình cũng qua ủng hộ. Ở đây có con da bầu đấy các bạn này. Da này 100 à? Ờ à, 100. Da này da mổ lợn các bạn. Da chọc kín lợn. Đây những cái cán họ làm đây. À bạn ấy bán cả thảo dược nữa. Ở đây có cả ba kích tím này các bạn này. Đấy, ba kích tím. Nhưng mà ba kích tím này nó nhỏ. Nói chung là cũng được các bạn. Ngâm rượu thì cũng được. Đây những hàng khô. Đấy. Dưa. Kia là lấm ngọc cẩu nha các bạn nhé. Lấm ngọc cẩu trắng. Đây là sâm sâm đất này. Sâm đất vào nhỉ. Vâng, tí cháu quay lại cháu xem. Không hỏi chơi, không phải lên đây để hỏi chơi, báo giá để có cái đường. Mà nhà chị có nhận sửa chữa không này? Không may mẻ này hoặc không may là dao non này. Tại vì cái tình trạng là có thể xảy ra. Hôm nay dẫn bạn này đi nhập hàng về bán xem giá hợp lý thì ấy. Nhà chị làm à hay là ấy? Cái này nhà làm. À. Có nhà làm, nếu mà chị mà ấy lại thì em không lấy. Vào đây vào phòng nhà. Không lấy ở đây. Ờ chị rất là nhiều dao các bạn, toàn dao đẹp đấy nhá. Này. Đủ các loại mẫu. À, khách du lịch kìa, khách du lịch người ta đi trải nghiệm khám phá rất là nhiều các bạn. Chắc sẽ phải sang bên kia mấy quán đàn ông. Đấy, khu vực người ta bán hoa quả các bạn. À, bà hả? Bà đi chơi du lịch à bà? À, cháu cũng đi chơi. Thấy quả lê này các bạn này, lê này. Cái này phải lê tay lung không em? Đấy là lê móc cọp à? À lê móc cọp đúng không? Mình cũng đang định nói vậy nhưng mà phải nói khác đi. Đây này, có lê móc cọp. Đây. Đây. Lê móc cọp. Còn lê này chắc chắn là lê tay lung rồi nhỉ? À lê ly à? Ồ. Ôi, quả mận gì mà to thế nhỉ? Đây này. Mận che đi à? Hậu á? Thế mận này cũng thế à? Mận tím à? Ừ. Hôm nào mình hỏi cái mận gì mà nó to cũng như này họ bảo mận cherry. Mình... mận khác à? À. Ở trên này hơi chua chua à? Mình cũng chưa ăn, chỉ hỏi. Nhiệm vụ của mình chỉ đi hỏi thôi. À. Cái mấy tiền một cân chỗ này ạ? 20. Ở thế cũng rẻ nhỉ? Ăn này có mà bại. Ở đây Hải thấy là có quả măng này các bạn ơi. Đây. Măng này măng gì nhỉ? Măng trúc à? Đấy, măng này. Đây những bó măng các bạn. Măng bao tiền bó em? 20 à. Măng này ăn đắng lắm chứ vì nó xanh này. Không đắng á? Đây là măng trúc mà. Măng trúc không đắng à? À. Bạn này chắc là tầm học tầm lớp 10 nhỉ? À đấy mình đoán chuẩn ghê. Tầm 16 tuổi nhỉ? 15 16 tuổi. Bạn kia có vẻ cao hơn một tí. Này còn kém em à? Ồ. À. Chắc là bán thay cho mẹ buổi chiều thôi chứ. Cả ngày bán chuyên nghiệp luôn à? Hay là nghỉ hè mình bán được nhỉ? Ờ nghỉ hè bán.
Anh đi quay chơi thôi, đi chơi. Hôm nay nếu mà bán chịu thì anh mua, còn ấy thì hôm nay không mang tiền đi thôi. Đấy, một bạn bạn ở bên này thì học lớp 9, bạn này lên lớp 10. Đấy, nghỉ hè thì các em ấy đi bán hàng, gọi là giúp đỡ bố mẹ trong những ngày nghỉ hè các bạn. Ở đây thì Hải thấy là có cả quả này quả táo mèo, à chú cha, táo mèo chứ nhỉ? À chú chát à? Cũng gọi là táo mèo nhỉ? Ờ, nó có hai tên, một là chua chát, hai là táo mèo. Cái loại này quả nhỏ này. Đấy. Đây các bạn này. Loại này chắc là 15.000 thôi chứ. Ừ đây. Ừ. 10.000. Bởi vì là anh hỏi trên quả to này là bán có 20.000, thì những quả nhỏ này chắc là 15.000. À bán hết rồi. Cái này là gọi là nhỏ hàng. Đấy, một người xin, một người cảm ơn. Đấy. Đấy, cô ấy mua được túi mận quả rất là to các bạn. Ở đây mát nhỉ. Bọn anh ở dưới Lào Cai nóng kinh khủng. Lên đây mát thật. Hôm nay bán được mấy triệu rồi? Chưa được 1 triệu. Chưa 1 triệu à? Mấy trăm. Rồi, anh cảm ơn nhá. Ờ, lúc nào qua đây thì ủng hộ. Hôm nay thì không mang money đi nhiều. Ở đây này các bạn này, ở đây người ta bán cả mật ong này. Vâng, cháu xem thôi ạ. Cái này ong ruồi cô nhỉ? Ví dụ chai to này bao nhiêu tiền một chai ạ? 300.000. À. Rồi, bác cứ ngồi ăn đi, cháu xem tí thôi. À, mình cái ong này là hơi loãng nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, cái chai này là hơn 1 lít nhé các bạn nhé. Là người ta bán là 300. Không biết là có pha hay không nhưng mà mình cái ong này nó cũng rẻ các bạn. Đấy, ong khoái nó mới đắt. Đây. Đây các bạn này. Cái mùa này thì nó cũng bắt đầu hết hoa rồi các bạn. Nên ong nó cũng nó không chất lượng như kiểu hồi có hoa. Cái này là ong ruồi, cái các bạn có thể để ý là cái tim mật này nó rất bé, chắc là ong ruồi. Ong bé, loại ong bé như kiểu ong mật ấy. Ong mật các bạn. Ở trong các loại ong thì hầu như là ong khoái là đắt các bạn, ong khoái bầu mật nó cái tim mật nó dài khoảng 2 phân 2 phân rưỡi, nó rất là to. Ong đấy nó đắt. Còn ở đây là những cái đồng bạc này, đấy đồng bạc đẹp chưa? Hoa văn rất là đẹp nha các bạn nhé. Cái này là người ta bán nhé, bán từng đồng. Đấy bạc ấy. Cái này là đánh cảm các bạn, mua về đánh cảm được nhỉ. Đấy, khu vực người ta bán đồ rất là nhiều. Ở đây có mấy con dao nhỏ nhỏ đẹp chưa các bạn? Đây. Đấy. Con dao cái này chắc là gọt hoa quả thôi. Rất là đẹp, gọi là mang đi để túi cho nó tiện đấy các bạn. Đây này. Những con dao này nó rơi vào mấy chục thôi, rẻ. Ví dụ như con to này, các bạn này, con này nặng này. Đấy, con này thì rơi vào 150 này. Còn dao đây là con dao này gọi là tên là dao gì nhỉ chị nhỉ? À dao tông, đúng rồi đúng rồi. Bởi vì là cán nó bằng nó liền với cán luôn các bạn. Gọi là dao tông. Đấy. Cái này chặt củi này, chặt xương này. Đấy, xương lợn, xương trâu. Rất là to. Gọi là dao tông nhé các bạn nhé. Ví dụ những con có cán này thì nó kiểu khác, đây ví dụ dao phay các bạn. Dao phay thì cũng chặt thịt gà, rồi chặt rau. Thái phở, nói chung là nhiều cách sử dụng các bạn. Còn con này gọi là dao tông. Đây, mình nhớ là dao tông. Đấy, khu vực này người ta bán nhiều này.
Rau rất là nhiều, toàn rau đẹp đấy các bạn. Rau trên này đa số là mình thấy quán nào người ta cũng bán rau. Ví dụ anh này cũng bán rau này. Hai quán này khác nhau hả bác? À, hai khác nhau. Đây. Úi, đây rau. Ở trên này lổ. Hình như trên này nổi tiếng là bán rau nhỉ? Toàn thấy rau đấy các bạn. Mình đi thấy toàn rau. Ví dụ con này bao tiền anh? Ừ. Ờ, quán nào cũng thế nhỉ? À, cái này rau phay. Rau phay là 100. Cái hàng to này là 150. Đây. Cái này 150 này các bạn ơi. Cái này chặt thịt xương, chặt xương các bạn. Đây này, mẫu này các bạn xem này, mẫu đẹp không? Bây giờ mình chụp cho các bạn từng mẫu, các bạn thích mẫu loại nào các bạn comment nhá. Đấy, đây là loại 150 này. Dáng rất là đẹp này. Đấy. Đây loại này. Loại này thì bao nhiêu anh? Cũng 150 này. Cái này thì cũng chặt xương này. Đấy, chặt thịt lợn này. Chặt gà này. Đấy, chặt củi cũng được các bạn. Cái này cũng thế nhỉ. Đây, dao như kiểu dao vinh thịt lợn các bạn. Đấy, cũng 150. Còn ở đây là dao phay. Ở dạng như kiểu dao phay ấy, nhưng mà nó dày hơn dao phay một tí các bạn. Ví dụ con như bên này mới gọi là dao phay chính cống này. Đấy, tầm này gọi dao phay. Cái này 100 nhé các bạn nhé. Mẫu này. Các bạn thích mẫu nào thì các bạn chụp hình gửi cho Hải nhé. Gửi Facebook 0379420217. Hải sẽ lấy cho bạn. Đây là gọi là dao tông nhé các bạn nhé. Ui, dao tông này. Ui. Cái này phải dành cho tay to các bạn. Như tay mình cầm này nó hơi đuối. Kiểu nó lòng. Cái bàn tay của mình nó bé. Nó không nọt được trong lòng ấy. Cái này dành cho tay to. Cái này thì chặt củi, chặt xương. Đấy. Chặt nói chung là chặt gỗ các bạn. Đấy. Cái này cũng bao nhiêu tiền anh? Cũng 150. Bán lẻ tại chợ nhé các bạn nhé. Có cái nào 200 không? À đây đây. Có này 200 các bạn. Đây. À, nếu mà cái này thì 150 này. Cái này 150, cái này so ấy. Cái này to hơn nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này 200. Đấy, như kiểu vinh thịt lợn. Đấy, các bạn thích loại nào thì các bạn cứ chụp màn hình alo cho Hải nhá. À đây đây. À đây đây đúng không? Đấy. À. 250 à? À cũng 200 gì. Đấy, loại 200 nhé các bạn nhé. Rồi em cảm ơn nhé. Đi quay thì ai lấy em đặt hàng chứ. À. À, ok các bạn nhé. Bây giờ thì Hải sẽ đi quay cái thác bạc cho mọi người xem nhé. Rất là đẹp nhé. Ở đây có sơ đồ này mà. Sơ đồ tham quan điểm du lịch thác bạc. Đấy. Hình như đây là lối vào các bạn ạ. Ở trên kia là có cái đường đi lên. Nhưng mà chắc là phải mất vé các bạn. À, mất vé đi vào ấy. Ở trong kia thì người ta ngồi kìa. Mình hôm nay đi qua đây nên mình không trèo lên được. Nên mình quay cho bạn xem một cái thác bạc ở bên trên các bạn. Đấy. Đây các bạn ơi, đẹp chưa? Đấy, bạn nhìn chưa? Cái này hôm nay thì không có mưa nhá. Nếu mà có mưa thì nó chảy nó to và nó trắng phớ luôn các bạn. Cái này đẹp bác nhỉ? À. Cái này mà mưa nó chảy ra nó nhiều nước ấy. Nó xòe ra, nó tỏa nước ra đúng không? Đẹp. Vâng. À, mọi người đang vào check in chụp ảnh rất là nhiều. Và đây là phải mất vé đấy bác nhỉ? À. Bao tiền vé bác biết không? 3.000 á? À, 3.000. 3.000 này rẻ quá, không bằng trông xe máy. Đấy. Hôm nay mình đi qua đây thôi các bạn, mình không vào. Mình qua đây mình quay chia sẻ cho mọi người một tí, cho mọi người xem. Nói chung là thời tiết hôm nay thì đến hiện tại bây giờ thì buổi chiều khá là mát và rất là thích hợp cho những người đi chơi các bạn, đi trải nghiệm khám phá. Trên này này các bạn này. Đấy. Ở đây thì khách du lịch người ta đi chơi rất là nhiều. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ ba nên nó không được đông lắm. Cứ vào thứ bảy, chủ nhật ấy, thì những ngày cuối tuần thì người ta đi chơi trải nghiệm có lẽ là nhiều hơn các bạn.
Đấy, mọi người đi chơi ngắm cảnh rất là nhiều các bạn. Ở trên kia là đỉnh thác nhé các bạn nhé. Một dòng suối nó chảy từ trên đỉnh xuống. Và dưới này đây là các bạn này. Ở dưới này thì nước hôm nay nó rất là nhỏ các bạn. Đấy, nước rất là nhỏ nhé. Nếu mà hôm nước to thì nó chảy từ trên đỉnh xuống ấy, thì nó sẽ trắng. Nó sẽ trắng phớ ra, rất là đẹp các bạn. Ở trên này thì khách du lịch đi chơi, đi ngắm cảnh rất là nhiều. Ở đây bán vé nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta vào trong kia là chụp ảnh hoặc là leo những cái bậc thang kia thì nó rơi vào 30.000 một vé các bạn. Ở kia là khu vực người ta bán dao rất là đông các bạn. Ở trên này mình thấy là người ta bán dao rất là đông. Đấy, nhiều khách xem và rất là nhiều quán bán những con dao. Rồi có cả dao chặt xương, dao thái rau, rất là nhiều các bạn. Ở trên này nổi tiếng là bán dao ấy các bạn. Đấy, bán nhiều dao chưa? Hàng siêu lồng luôn, ngồi đâu là có khách ở đấy. Ngồi quán nước đông khách. Về đấy là thần tài. Chơi chơi cái con dao 30.000. Kiểu kỳ lân đá. Con đấy à? Ở đây là người ta bán rất là nhiều nhá. Đây ví dụ như con này này. Mua chai nước. Đấy. Uống. Đây mình trả tiền cho cái này. Mua nhiều thì bán. Đây, lại tiền xong là mình tí nữa lấy tiền của bán này. À, các cô mua con kia là dao bài đúng không? Con dao bài nhỏ. Này về gọt hoa quả nhà bác nhỉ? Dao nhỏ nhỏ này gọt hoa quả. Hoa là bổ quả trâu nhé. Ô đây các cô người đâu? Thái lọ. Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành. Bây giờ không tay gậy tay bị. Tay nhiên tay bút rồi. Tay nhiên tay bút khắp nơi tung hoành. Và bây giờ thì toàn tiền khắp nơi tung hoành. Đây người ta mua cả bộ. Mình bán đây anh em đây người ta dùng quen nó mua cả bộ mà. Mấy chú đi xe thì nó mới mua nhiều. Còn mình chưa dùng quen này làm một hai con dùng thử không được. Ở đây là anh có một cái kiếm rất là đặc biệt nha các bạn nhé. Đây. Đi mua dao là phải quay dao. Được chưa? Thôi cứ quay đấy thôi. Anh cắt lấy ảnh thôi. Nhầm. Chiều này. Được chưa? Đấy. Cứ quay tí về anh cắt lấy ảnh thôi. Quanh nên lấy cái đầu phải hết cái đầu dao này. Thôi. Trứng nướng các bạn, khoai nướng, ngô nướng, kia là thịt trâu này, bên này cũng có này, và em xem ngô này, trứng nướng, bên này nhiều này các bạn, chúng ta đang đứng ở khu vực thác Bạc các bạn nhé, đấy thác Bạc trên kia.